Trong năm 2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục có tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2022. Kiều Tiên sẽ tiếp tục thông tin chi tiết đến quý vị. Vâng, thưa quý vị, một số nhóm ngành có chỉ số tăng gồm nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%, nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8%, riêng nhóm ngành khai khoáng giảm gần 20%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh có sản lượng tăng như đường các loại tăng trên 35%, clanke bolan tăng trên 11%, dịch vụ thu gom rác thải không độc hại, không thể tái chế tăng trên 16%, các sản phẩm khác ổn định và sản lượng sản xuất tương đương cùng kỳ. Để đạt được những kết quả trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở ngành trong tỉnh phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp về công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.